Cách nuôi con là một điều không có mẫu số chung, mỗi nhà mỗi khác dựa trên hoàn cảnh thực tế này, phong văn hóa này và nếp sinh hoạt riêng của từng nhà. Thì đây là một số cách của nhà mình nhằm giúp con phát triển trí thông minh trải nghiệm. Mọi người thử tham khảo nhé. Ở nhà mình thì Mây là một thành viên ở trong gia đình, không phải là trung tâm của vũ trụ. Tất nhiên con là em bé và con sẽ được ba mẹ hỗ trợ trong mọi việc ăn ngủ này, vệ sinh cá nhân này. Thế nhưng mà nhìn chung, con được sống và sinh hoạt cùng với tất cả mọi người ở trong nhà. Con được tôn trọng và được lắng nghe. Ngược lại, con sẽ phải dần học cách tôn trọng và lắng nghe người khác nữa. Một cái nếp sinh hoạt khá là phổ biến trong nhiều gia đình người Việt mà mình biết ấy, là giờ cơm sẽ trộn một chén cơm đút cho con ăn trước. Cả nhà sẽ xuống lại, mẹ đút, bố múa, bà bật tivi hoặc cũng có thể là đi rong ở ngoài ngõ. Mục đích là làm sao để đút cho con ăn nhiều nhất có thể. Sau đó thì con sẽ được thả đi chơi để cả nhà ăn cơm. Nếp sinh hoạt này thì có thể sẽ khiến cho con cảm giác con là một phần riêng tách ra so với gia đình, và về lâu dài ấy, có thể sẽ khiến con thờ ơ với các hoạt động chung của cả nhà. Đối với nhà mình thì ngay từ khi mà Mây bắt đầu ăn dặm đấy thì con đã được ngồi ăn cơm chung cùng với cả nhà rồi. Trong bữa ăn thì con sẽ được thử đa dạng các món ăn ở trên bàn, được quyết định xem là mình thích hay là không thích những cái món ăn, và được nói chuyện, được tương tác với ba mẹ. Việc này sẽ giúp cho con tự chủ trong ăn uống hơn, con được làm quen với nhịp sinh hoạt của gia đình và có cái sự hào hứng với các hoạt động chung đối với mọi người trong gia đình nữa. Điều tiếp theo mà mình muốn giao tiếp rất là rõ với con đó là cảm xúc không xấu. Kể cả những cái cảm xúc mà mọi người đánh giá là tiêu cực như là giận dữ, buồn bã, ghen tị, sợ hãi đều là những cái cảm xúc rất tự nhiên của con người và con được phép cảm nhận những điều đó. Khi mà Mây khóc đó, thì thay vì nói là con đừng khóc, khóc xấu lắm, khóc là hư, có gì đâu khóc, nín khóc đi mẹ yêu, thì mình sẽ cho phép con khóc và mình ở cạnh con lúc đó để con cảm thấy an toàn hơn. Con cần phải biết rằng con được phép cảm thấy điều đó và mẹ luôn ở đây để đồng hành cùng với con dù những điều con đang cảm thấy là cảm xúc tiêu cực. Sau đó thì khi mà con đã bình tĩnh lại thì hai mẹ con có thể nói chuyện lại về cái sự kiện đó. Mây sẽ được lắng nghe và được thừa nhận cảm xúc của mình, khóc khi mà muốn khóc. Sau đó cùng sự hướng dẫn của ba mẹ thì sẽ xây dựng những cái kỹ năng để xử lý cảm xúc của mình một cách lành mạnh. Đây là một cái điều mà cần áp dụng lâu dài, không phải là ngày 1, ngày 2. Và bản thân chính ba mẹ khi mà cảm thấy nóng tính cũng sẽ cần học cái cách cân bằng cảm xúc của chính mình để cho con thấy được cách ba mẹ xử lý vấn đề một cách nhẹ nhàng và bình tĩnh hơn. Sau một thời gian, cả con và ba mẹ cùng kiên nhẫn rèn luyện đó, thì là mình sẽ thấy sự chuyển biến tích cực ở các thành viên trong nhà. Đối với Mây đó, thì là con dần có kỹ năng vượt qua cơn giận tốt hơn, biết cách thể hiện tình cảm yêu thương nhẹ nhàng. Đối với chó mèo thì con cũng nhẹ nhàng hơn và có những cái cách quan tâm đến các anh chị chó mèo theo cách rất là riêng của mình. Điều tiếp theo là về sự sót con của chúng mình. Khi mà có con ấy thì nhiệm vụ của ta là bảo vệ con, và điều này buộc phải dựa trên nỗi lo sợ của mình. Ví dụ như là khi con trèo quá cao, con cầm vật sắc, con chạy quá nhanh, nỗi lo sợ bản năng của ta đánh giá cái tình huống đó và bảo vệ con khỏi nguy hiểm. Thế nhưng mà điều này có một cái ranh giới rất là mong manh khi mà con dần lớn lên. Đối với con, chúng ta là tất cả, thế nhưng mà trong thế giới này thì chúng ta chỉ là những con người nhỏ bé với những giới hạn của mình thôi. Và vô tình, chúng ta biến những cái giới hạn của bản thân mình thành giới hạn của con nhằm bảo vệ con khỏi những điều mà bản thân ta cũng không rõ. Ở vị trí một người mẹ thì mình nghĩ rằng điều mà các con cần nhất chính là sự đồng hành, chia sẻ của ba mẹ ở trên mỗi chặng hành trình phát triển của con. Để làm được điều đó thì ba mẹ cần trở thành thực sự là những người bạn của con, cùng nhau trao đổi, chia sẻ vui buồn trong cuộc sống. Khi mà ta đồng hành cùng với con thì ta sẽ cùng con tạo nên rất là nhiều trải nghiệm và giúp con vừa vui chơi, vừa học hỏi và khai mở trí thông minh của mình. Vì thế thì từng độ tuổi của con á, mà mình cho con trải nghiệm theo những cái cách phù hợp với độ tuổi. Ví dụ như là dưới 1 tuổi thì là chúng mình có thể đi dạo công viên này, giới thiệu cho con những cái điều thân thuộc xung quanh, ví dụ như là cái cây, bầu trời, con chó, con mèo, để con ghi nhớ hình ảnh tốt hơn. Còn sau 1 tuổi sẽ là giai đoạn mà con có thể chạy nhảy, thích quan sát, thích bắt chước người lớn. Thế cho nên là chúng mình sẽ phải làm gương cho con, dạy con những thói quen tốt như là cất đồ dùng gọn gàng này, đối xử với mọi người trong gia đình một cách nhẹ nhàng này, hoặc là khi mà con nghịch chơi ở những cái chỗ nguy hiểm đấy, thì một phản xạ rất là thường thấy của ba mẹ là chúng mình sẽ la lên con ơi ngã, con ơi đứt tay. Thế nhưng mà điều đó thường lại gây tác dụng ngược. Chúng mình nên rèn luyện thói quen cảnh báo con và hướng con chú ý theo một cách chủ động. Ví dụ như là con ơi con để ý cái mép bàn ở rất là gần chân con rồi, con ơi mình phải cầm chắc cái kéo, cầm cái phần chuôi để tay mình không có trượt vào cái phần lưỡi kéo sắc chẳng hạn vậy. Ngoài ra thì nhà mình cũng khá là chịu khó đưa con đi đây đi đó, đổi gió này, trải nghiệm những cái thứ mới lạ. Thì
thì trộm vía là May cũng rất là thích những cái chuyến đi, và mình thì mình có cảm giác là sau mỗi chuyến đi thì con có một chút cái gì đó cứng cáp hơn và tự tin hơn khi trở về. Nói tóm lại là để cho con đối diện với nỗi sợ của con và cả nỗi sợ của chính mẹ là điều vô cùng khó, vì ba mẹ nào cũng xót con, muốn bao bọc con, đúng không? Nhưng ba mẹ cần học cách vượt qua điều đó và tạo điều kiện cho con khám phá thế giới theo cái cách rất là riêng của con. Một trong những điều kiện quan trọng nhất mà ba mẹ có thể cung cấp cho các con là một chế độ dinh dưỡng đầy đủ và cân bằng, nhằm hướng đến một cái nền tảng sức khỏe tốt và tăng sức đề kháng, tăng cường miễn dịch cho con. Một trong những lựa chọn rất là đáng để ba mẹ cân nhắc cho các con là sữa Colos DHA cộng của thương hiệu Vita Dairy. Sản phẩm không chỉ có hàm lượng DHA cao mà còn có hệ 10 dưỡng chất quan trọng cho trí não như là choline này, ARA, taurine, và thành phần sữa non Colos IGG 24 giờ được ký kết độc quyền với tập đoàn sữa non của Mỹ. Ngoài ra thì là trong thành phần sẽ còn có lactium, là chất được biết đến với khả năng giúp bé ngủ sâu hơn. Từ đó thì những cái giấc ngủ chất lượng sẽ giúp con phát triển trí não và thể chất cũng tốt, với một sức đề kháng mạnh mẽ và sự đồng hành cổ vũ của ba mẹ cùng một chút sự tử tế với những người xung quanh, thì các con sẽ có thể trải nghiệm thế giới xung quanh một cách trọn vẹn nhất, vui vẻ nhất qua lăng kính của riêng con. Trước khi kết thúc video, mình có một điều đặc biệt dành tặng cho những bạn nào đang theo dõi, là cơ hội nhận được một cái combo bộ quà 30 phút thông minh trải nghiệm dành cho bé. Để nhận quà rất là đơn giản, các ba mẹ chỉ cần tham gia cuộc thi 30 phút thông minh trải nghiệm cùng con mỗi ngày của Colos DHA cộng ở trên fanpage của Vita Dairy và chia sẻ những cái khoảnh khắc đó là được. Thông tin cụ thể về chương trình thì là mình sẽ để ở dưới phần bình luận cho mọi người dễ theo dõi. Thể lệ rất là đơn giản, quà thì rất là nhiều và cơ hội thắng rất là cao. Mình hy vọng mọi người sẽ dành một chút thời gian để có thể tham gia nhé. Chúc tất cả các bé con của chúng mình luôn luôn vui khỏe và có một hành trình lớn lên đầy ý nghĩa. Bây giờ mình sẽ nhả vía cho các mẹ bỏ bụng nè. Hey, hey, tạm biệt các bạn.